Xin chào quý bà con cô bác nha, lại là mình Bưởi Miền Tây đây. Hôm nay Bưởi Miền Tây sẽ mời quý bà con cô bác mình tham quan khu STK thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha. Vị trí của khu này nó nằm ở phía trong của đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Nó gần với bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện SOS, bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Cần Thơ. Và tòa nhà màu trắng trước màn hình này là bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Cần Thơ nha. Kế bên bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Cần Thơ là bệnh viện SOS, và phía ngoài đường Nguyễn Văn Cừ là bệnh viện Nhi Đồng nha. Và đây là con đường số 7 của khu STK An Bình nè, nó thông giữa khu Hồng Phát An Bình và khu STK An Bình. Và đây là trục chính của khu STK An Bình, một bên là khu STK, một bên là dãy bệnh viện nha. Và cái tòa nhà cao cao đó là bệnh viện SOS thành phố Cần Thơ, và tòa nhà màu xám xám là thật là to ở ngoài đường Nguyễn Văn Cừ. Tòa nhà này nằm ngay ngoài đường Nguyễn Văn Cừ luôn nha, ngay ngoài mặt tiền đường luôn, đó là bệnh viện Ung Bú thành phố Cần Thơ. Con đường trục chính này vào là quy hoạch là 43m, nhưng mà hiện tại là mới có một bên là nghe cả nhà ơi, còn bên kia chưa làm nha. Khu STK An Bình này tổng diện tích tổng số nền toàn khu có khoảng hơn 300 nền nha. Nền trục chính ở khu ở đường trục chính đường số 1 đi vào thì diện tích khoảng biểu chiều ngang là 7, chiều dài 24. Rồi. Và đây là đường số 4 của khu STK An Bình nghe, giáp với bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ luôn nha cả nhà ơi. Đây là con đường song song với trục chính nè, chiều ngang diện tích của mình nó là một bên nó là 5, chiều dài là 16, tổng diện tích là 80m² nha. Nền ở đây khoảng là 3 tỷ một nền nghe cả nhà. Mua nha, mua nền là xây nhà được ngay luôn. Khu này được quy hoạch cơ sở hạ tầng rất là đẹp luôn. Cao. Cốt nền rất là cao luôn, không có bị ngập nước nha. Các cái tủ điện thì để phía sau ngay lối thoát hiểm luôn, không có để phía trước cửa nhà mình nha cả nhà. Kế bên đối diện với cái màn hình bên đây, đối diện đó là khu Hồng Phát An Bình. Khu Hồng Phát An Bình thì xây nhà nhiều hơn khu STK An Bình nha. Mời cả nhà tham quan khu STK An Bình nha. Và đây dãy nhà này là trục đường số 7 nè, đường số 7 khu STK An Bình có diện tích chiều ngang 5, chiều dài 20. Còn các đường nhỏ ở phía trong đây là chiều ngang là 5, chiều dài 10, 16, là 80m², và có nhiều khu để làm cho nha. Biệt thự chiều ngang là 10, chiều dài 20. Trong khu này chỉ có 300 mấy nền nhưng mà lại có hai công viên rất là lớn luôn nha. Có hai công viên luôn nha, có trường học, có công viên. Đây là cái tòa nhà đang xây dựng. Phía ngoài căn nhà đối diện với cái màn hình của mình đó là trục chính nha. Chiều ngang là 7, chiều dài 24. Cái lề rộng lắm, rộng tới 8m luôn nha cả nhà. Xin mời cả nhà tiếp tục tham quan khu STK An Bình nha. Vị trí này đi ra trung tâm rất là gần luôn, gần trường đại học FPT nữa. Từ vị trí khu này đi ra FPT chưa được 300m nữa. Đại học Nam Cần Thơ và rất là nhiều bệnh viện luôn. Quý bà con cô bác mình quan tâm đến nền khu này hoặc quan tâm đến nhà khu này liên hệ 0939868788 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô bác ở những video tiếp theo nha. Xin mời quý bà con cô bác tiếp tục tham quan khu STK An Bình nha. Cảm ơn quý bà con cô bác mình đã xem video. Chúc quý bà con cô bác mình xem video vui vẻ nha.